Zubat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series giải đề thi minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2024. Câu hôm nay mà mình tiếp tục giải cho các bạn đó chính là câu số 47, một bài toán liên quan tới phần cực trị số phức. Và theo mình đánh giá, thang điểm của bài toán này nằm ở mức 6-7 mà thôi. Và nó liên quan tới bất đẳng thức tam giác trong mô đun số phức. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với bài toán này ngay sau đây nha. Câu số 47 có nội dung như sau. Cho số phức ZW thỏa mô đun Z trừ W bằng 2 mô đun Z bằng 2. Và số phức Z nhân W ngang có phần thực bằng 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng mô đun của Z cộng W trừ 1 cộng 2Y thuộc khoảng nào dưới đây? Đáp án A là khoảng từ 4 tới 5. Đáp án B là khoảng từ 3 tới 4. Đáp án C là khoảng từ 5 tới 6. Và đáp án D là khoảng từ 6 tới 7. Theo mình đánh giá thì bài toán này có khá là nhiều cách làm. Và mình sẽ chọn cái cách thông thường nhất mà các bạn hay nghĩ tới. Đó là mình sẽ đặt cái số phức Z bằng A1 cộng B1Y và số phức W bằng A2 cộng B2Y. Từ đây mình sẽ tìm ra những cái phương trình mà nó liên quan tới A1, B1, A2, B2. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với cái phương pháp này nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ để ý vào cái 2 mô đun Z bằng 2 hay chúng ta có là mô đun Z bằng 1. Từ đây tương đương, ta sẽ có được là A1 bình cộng B1 bình bằng 1. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dựa vào cái điều kiện đó là số phức Z nhân W ngang có phần thực bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm cái phần thực của số phức Z nhân W ngang, coi nó có dạng như thế nào nhé. Ta sẽ xét Z nhân W ngang chính là bằng là A1 cộng B1Y nhân cho A2 trừ B2Y. Rõ ràng khi các bạn nhân phá ra và gom phần thực phần nào lại với nhau, thì cái số phức này sẽ có cái phần thực đó là A1 A2 cộng B1 B2 và chúng ta sẽ cho nó bằng 1. Tiếp đến là chúng ta sẽ dựa vào cái dữ kiện cuối cùng đó là mô đun của Z trừ W bằng là 2. Hay tương đương chúng ta sẽ có được là mô đun của A1 trừ A2 cộng cho B1 trừ B2Y bằng 2. Tương đương đó là A1 trừ A2 tất cả bình phương cộng cho B1 trừ B2 tất cả bình phương bằng 4. Ở đây khi các bạn tính mô đun thì nó sẽ có căn và mình sẽ bình phương luôn cho nó mất căn đi nhé các bạn. Lúc này các bạn nhân phá ra, đồng thời các bạn sẽ gom cái A1 B1 A2 B2 gom lại với nhau. Ta sẽ có được là cái phương trình tương đương A1 bình cộng B1 bình cộng A2 bình cộng B2 bình trừ cho 2 lần A1 A2 cộng B1 B2 bằng 4. Và các bạn để ý là chúng ta đã có A1 bình cộng B1 bình thì bằng 1, A1 A2 cộng B1 B2 bằng là 1. Từ đây thay vào chúng ta sẽ rút ra được là A2 bình cộng B2 bình thì chính là bằng 5. Như vậy chúng ta sẽ để ý dựa vào các dữ kiện của bài toán người ta cho, chúng ta đã có được 3 cái phương trình theo A1, A2, B1, B2 như sau. Thứ nhất là chúng ta có A1 bình cộng B1 bình thì bằng 1, A2 bình cộng B2 bình thì bằng 5 và A1, A2 cộng B1, B2 thì bằng 1. Rồi các bạn nhớ cho mình 3 cái phương trình này nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ xét cái biểu thức P bằng là mô đun của Z cộng W trừ 1 cộng 2Y. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái bất đẳng thức tam giác trong cái mô đun số phức như sau. Trước khi chúng ta áp dụng thì mình sẽ nhắc sơ qua cho các bạn biết về cái bất đẳng thức tam giác này. Ở đây chúng ta có hai số phức Z và W, khi đó chúng ta luôn có bất đẳng thức như sau. Đó là mô đun của mô đun Z trừ cho W thì luôn luôn nhỏn bằng là mô đun của Z cộng W và nhỏn bằng là mô đun Z cộng cho mô đun W. Và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi đó là số phức Z sẽ bằng là K lần số phức W, trong đó là K là số thực nhé các bạn. Trường hợp mà dấu bằng phía bên phải xảy ra sẽ ứng với K là dương, còn dấu bằng ở phía bên trái xảy ra khi K âm. Rồi các bạn nhớ sơ sơ vậy thôi. Thực ra trong bài này nó cũng không có hỏi mình cái việc dấu bằng xảy ra khi nào, mà nó chỉ hỏi cái giá trị lớn nhất của cái biểu thức P thôi. Do vậy ở đây chúng ta sẽ áp dụng luôn cái bất đẳng thức tam giác cho cái biểu thức P. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ chia làm hai cái số phức. Đó là Z cộng W là một số phức và cái trừ 1 trừ 2Y là cái số phức thứ hai. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có cái biểu thức P sẽ luôn luôn nhỏn bằng. Đó là mô đun của Z cộng W cộng cho mô đun của trừ 1 cộng 2Y. Trong đó mô đun của trừ 1 trừ 2Y thì chính là bằng căn 5 rồi. Còn mô đun của Z cộng W thì chúng ta sẽ tính như sau. Các bạn thế cái Z bằng A1 cộng B1Y và W bằng A2 cộng B2Y.
và nhóm phần thực phần ảo lại với nhau. Chúng ta đi tính toán. Lúc này chúng ta sẽ có cái kết quả sẽ bằng là mô đun của A1 cộng A2 cộng cho B1 cộng B2i cộng cho căn 5. Hay là bằng căn của A1 cộng A2 tất cả bình phương cộng cho B1 cộng B2 tất cả bình phương cộng cho căn 5. Và các bạn cũng phá bình phương ra, đồng thời nhóm A1, B1, A2, B2 lại với nhau. Chúng ta sẽ có cái biểu thức tiếp tục bằng căn của A1 bình cộng B1 bình cộng A2 bình cộng B2 bình cộng cho 2 lần A1, A2 cộng B1, B2 cộng cho căn 5. Trong đó A1 bình cộng B1 bình thì bằng 1, A2 bình cộng B2 bình thì bằng 5. Và A1, A2 cộng B1, B2 thì bằng 1 như chúng ta đã tính toán ở bên trên. Các bạn thay vào thì chúng ta sẽ có biểu thức này sẽ bằng là căn 8 cộng cho căn 5 và xấp xỉ là bằng 5,06. Như vậy thì 5,06 nó sẽ nằm trong cái khoảng là từ 5 tới 6 nên chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Đối với mình đánh giá bài toán này mặc dù nó nằm ở trong 10 câu cuối mức thang 8-9, tuy nhiên thì mình đánh giá nó chỉ ở mức khoảng 6-7 thôi, bởi vì cái phương pháp làm nó khá là dễ nhớ. Chỉ cần những bạn nào mà làm một lần thì mình tin là những cái bài toán tương tự tiếp theo bạn hoàn toàn có thể làm được. Vậy nhé, trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay đừng tiếc để lại cho mình một nút like nha. Đồng thời lúc đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm nút đăng ký và bấm chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc bạn người học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu hỏi tiếp theo cũng trong đề thi minh họa này.